Sayadaw. À. Alo. Chào, Hey, nghe được ok. không ạ? Dạ được Yeah. rồi. Dạ. Already, we can Dạ. respectfully invite Sayadaw Janaka. Please bless us. Dhamma talk. Là đủ sự tình hình. Ok. Before giving a talk, we will pay respect Buddha by reciting in the Namodasa three times. Trước thời phá tòa, chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Xa ba lần. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Okay. For 7-day retreat, I will give some instructions about the meditation. Và cho khóa thiền tích cực 7 ngày này thì Ngài Sê Đo sẽ dạy cho chúng ta những cơ bản về phương pháp hành thiền. So, if someone want to meditate, first of all, need to practice sila, five precepts, eight precepts. As a sila or samnera, 10 precepts need to practice. Và nếu bất kỳ ai đó mà muốn thực hành thiền thì trước tiên đầu tiên là chúng ta phải giữ giới sila, phao trì giới, năm giới, tám giới đối với các hàng cư sĩ Phật tử và đối với sa lê các cô tu nữ hay là samanera saji thì phải giữ 10 giới. Because we have three trainings. Sila training, samadhi training and abhinya training. So there are three trainings. So we will practice sila first of all. Trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta có ba sự thực hành. Ba sự thực hành đó là sự thực hành giới, sila, sự thực hành định, samadhi và sự thực hành tuệ, panya. Và trước hết đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là cái sự thực hành giới, sila. If it is a lay people, need to practice at least five precepts. If possible, eight precepts. If possible, 10 precepts also. Đối với các hàng cư sĩ Phật tử thì tối thiểu là phải thọ trì năm giới và nếu mà có thời gian, nếu mà có thể có cơ hội thì có thể thọ trì 8 giới, thọ trì 10 giới. If someone practice sila, no regret, no accusation for ourselves or by the others. So we will feel no fault. It can make mind happy, ready to meditate. Khi mà thực hành giới, giữ giới, sila, thì chúng ta sẽ đem được có cái sự lợi ích đó là sự không trạo hối, không hối hận. Và chúng ta không phạm và không có bị tự mình trách mình hay tự thân chê trách. Và nữa là chúng ta không bị người khác chê trách. Và khi giữ giới thì đó là cái sự mà không lỗi lầm. Thì khi như vậy thì nó làm cho cái tâm trở nên hoan hỷ. Hoan hỷ, mà tâm hoan hỷ thì đó nó sẽ sẵn sàng cho cái việc thực hành thiền của mình. If one practice meditation, one practice sila, that one is not forgetful, not negligent, so can work on time. So it can increase the wealth or to be rich.
Thực hành giới, thọ trì giới, sila. Giới thì làm cho chúng ta không có quyền, không có rể ruồi, và chúng ta làm mọi việc đúng thời, đúng lúc. Và bởi vì cái sự giữ giới này thì chúng ta sẽ tăng trưởng, phát triển được chính cái tài sản của mình, và chúng ta sẽ có được cái sự giàu có. Can go everywhere, every audience. So, if one without morality cannot go to some audience, they will associate with bad people all the time, don't dare to approach good people. In this way, they will have more and more bad friend away from good friend, so they will not improve in their life. Đối với người có giới thì chúng ta có thể đi vào bất kỳ hội chúng nào mà không có sợ hãi, bất kỳ hội chúng nào chúng ta có thể đi tới một cách tự tin. Nhưng nếu mà không có giới thì không thể nào đi vào những cái hội chúng người tốt được, những cái người tốt, những người thiện. Thì bất kỳ hội chúng thiện hay tốt nào thì người ta, những người xấu thì người ta sẽ tránh xa, và người ta lúc nào cũng có sự thân cận gần gũi với những hội chúng xấu, với những người xấu. Bởi vì cái sự thân cận đối với những người xấu, những hội chúng xấu như vậy thì họ càng làm nhiều cái điều bất thiện, càng làm nhiều cái điều xấu. Thì chính vì thế người ta không thể phát triển được những cái điều tốt đẹp nếu mà không giữ giới. One with the morality will not delude in the near death. So people, religious people, or bhikkhus, always saying there is a future life. So for the normal people, we will not know future life surely. We may think like 50%. But we will be all the time or many times in the near death, like a thunder shoot, electric shock, war bonds, disease. So the one with the morality, no need to afraid about with the future lives. So, but the one without morality, whenever they encounter in the near death, they need to be afraid, they need to be worried. So, because of this, the one with the morality cannot delude in near death. Một cái lợi ích nữa của thế giới đó là khi cần tử, lúc cần chết đó, là không có bị rối loạn. Tại vì đối với các vị tỳ khưu hay là đối với những người thực hành trong cái tôn, những trong tôn giáo hay là trong giáo pháp, và đối với những vị tỳ khưu thì chúng ta cũng tin rằng là có những cái kiếp tương lai, sau khi chết là có những cái kiếp sống tương lai. Và đối với người bình thường thì người ta không có tin, và người ta cũng không thể biết được cái kiếp sẽ có kiếp tương lai, hay không biết chắc chắn được về cái kiếp tương lai. Cái biết của họ ở đây có thể là chỉ 50% thôi. Và có nhiều lần khi có nhiều cái sự chết, hay giống như là cái lúc cần tử đấy, có thể là chết do bị sét đánh, do điện giật, do vũ khí, do tai họa vân vân, do thiên tai vân vân. Và nếu mà chúng ta có giới, có sila thì chúng ta không phải lo lắng cho những cái kiếp tái sinh trong tương lai của chúng ta, tại vì giới nó bảo vệ chúng ta tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Còn nếu mà không có giới thì cái lúc cần tử đó thì người ta sẽ sợ hãi, sẽ sợ sệt. Và đối với người không có giới thì lúc đó họ sẽ rất bị rối loạn tâm trí khi mà lúc cần tử. Còn đối với những người có giới thì người ta sẽ không có hề sợ sệt khi lúc lâm chung cần tử. After death, the one with the morality can reborn in a good destination. At that time, will be very happy. Because of this, if we have a morality, we will be safe in this life and the future. Because of this, as a practitioner, you should stand on a morality. So your life will be safe for the present time and the future. Đối với những hành giả, đối với những người mà có giới, có sila, thì chắc chắn sau khi chết người ta sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp, những cảnh giới cao, và người ta sẽ hưởng được cái sự an lạc tấn hóa ở đó. Còn và có giới thì chúng ta sẽ có được cái sự an toàn,
cái sự an toàn, cái sự bảo vệ không những đời này mà còn đời sau. Và đối với những hành giả có giới thì cũng tương đương với là người ta có được cái sự an toàn, bảo vệ. So, yeah, you practice the 7 days. So you should try to get or try to establish your morality to be better. Và tất cả hành giả ở đây chúng ta thực hành khóa thiền tích cực 7 ngày thì chúng ta cố gắng để thiết lập giới, giữ giới của mình cho được trong sạch, cho được vững mạnh. What are moralities? Yeah, 5 precepts, 8 precepts, 10 precepts. Another thing is controlling or restraining faculties. What are faculties? Eye, ear, nose, tongue, body, and mind. So we should take a suitable object. We will avoid unsuitable object. Or we should have good attitude. We should not have bad attitude. If so, the evil object or evil thoughts will not come into our mind. So because of this, restraining or controlling also a kind of morality. Next one is a good livelihood. To have a good livelihood, as a lay people cannot trade wines and weapons. Animals for the meat. Humans, alcohols. If so, we have a good livelihood. This is also more a kind of morality. Another morality is dependent on properties which we use, like ropes, food, dwelling place, or medicine. So, before using, we have to reflect for what reason we use this, for what reason we use that. So, need to reflect. So, properties are to be used just for the benefit, not for the greed, not for the any purpose. So such a reflecting before using properties is also a kind of morality. So a kind of direction we are going by using those. So those are moralities usually mentioned in the teaching. Và bên cạnh đó, chúng ta có giới nữa, đó là về cái giới chúng ta phải giữ là 5 giới, 8 giới, 10 giới. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có giới gọi là thu thúc giới. Thì chúng ta có các căn, có 5 căn ở đây, có 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và tất cả căn này thì chúng ta cũng phải thu thúc ở đây như thế nào. Đó là chỉ để những cái cảnh nào, những cảnh tốt đẹp để đi vào tâm chúng ta thôi. Còn chúng ta không để những cái cảnh xấu, những cảnh xấu đi vào tâm của mình. Và nữa chúng ta cũng phải có những cái thái độ đúng đắn khi thực hành thiền, thì để cho những cái ác ý hay những cái tâm ý sai, những cái tâm ý bất thiện không đi vào trong tâm của chúng ta. Và đó là về phần thu thúc. Và nữa chúng ta cũng có cái giới thu thúc chánh mạng nữa, thanh tịnh chánh mạng. Ở đây đối với cư sĩ là gì? Đó là không buôn bán thuốc độc, không buôn bán vũ khí, không buôn bán thịt động vật, không buôn bán người, không buôn bán rượu bia và những cái chất say. Thì đó là thì khi đó không tránh xa được những cái nghề nghiệp buôn bán như vậy thì chúng ta sẽ có được cái chánh mạng. Và nữa đó là cái giới về quán tưởng các vật dụng ở đây, đó là vật thực, y phục chúng ta mặc, rồi thuốc men, chú xứ chúng ta ở. Thì trước khi mà dùng bất kỳ cái đồ nào, cái vật dụng nào thì chúng ta cũng phải quán tưởng lý do tại sao mà chúng ta dùng cái vật dụng đó, cái tài sản để dùng, nhưng mà dùng với đây với mục đích gì. Chúng ta dùng không phải để cho cái sự tham ái, cái sự tham lam, không dùng bất kỳ mục đích nào khác, mà chỉ dùng vào mục đích để tăng trưởng cái tấn hóa bản thân và cái giới định tuệ của mình. Và chúng ta có giới như vậy thì chúng ta đang đi trên đúng hướng, chúng ta đang đi trên cái đúng đường. Và đó là những cái giới bên cạnh 5 giới, 8 giới, 10 giới. Chúng ta cũng phải thực hành giới
thu thúc, giới chánh mạng, thanh tịnh chánh mạng và giới quán tưởng các vật dụng. So after practicing morality, next one to practice is a concentration. After concentration, we practice wisdom. So concentration is a kind of power to keep our mind on the suitable object for a long time. So if we can keep our mind on a suitable object for a long time, our mind will be concentrated. So will be happy, will be peaceful in the present life. It will be foundation of a wisdom, insight, knowledge. So after death can reborn in the best destination, Brahma realm. If we trying to improve more, even can create psychic powers. So those are benefits of concentration. Sau khi chúng ta thực hành thiết lập giới của mình rồi, thì chúng ta tiếp tục đến dựa trên nền tảng của giới để phát triển định. Và dựa trên nền tảng của định, chúng ta phát triển trí tuệ. Và định, định này, định là gì? Định đó là cái năng lực giữ tâm trên một cái đối tượng đúng một cách lâu dài. Và nếu mà tâm mà giữ tâm mà có thể giữ an trú trên một cái đối tượng đúng lâu dài thì chúng ta sẽ phát sinh định. Định ở đây, khi có định thì chúng ta sẽ có được cái sự hạnh phúc, an tịnh và an bình. Và dựa trên cái định này chúng ta cũng để có được cái trí tuệ. Và định ở đây một sẽ cho chúng ta có những lợi ích là gì? Đó là nếu khi chết chúng ta có thể tái sinh lên những cảnh giới tốt nhất, đó là những cảnh giới như cảnh giới Phạm Thiên. Và hơn thế nữa, nếu phát triển định một cách sâu sắc hơn nữa thì chúng ta có thể có đạt được những cái thần thông thắng trí. So after concentration, we need to practice wisdom. So vipassana. How to practice vipassana? First of all, need to discern the materialities, especially in the body. Second, need to discern mentalities. Third, need to discern cause and effect. Fourth, need to, by seeing rising and perishing, we should contemplate as nature, dukkha, anatta. So these are ways to practice vipassana, insight, knowledge. Sau khi mà chúng ta đã phát triển định của mình, thiết lập định của mình một cách vững chắc rồi, thì bắt đầu là tiến tới bước tiếp theo, đó là phát triển trí tuệ về tuệ quán. Quán Vipassana ở đây, Vipassana ở đây nghĩa là gì? Đó là đầu tiên là chúng ta có thể phân biệt được các sắc chân đế, đặc biệt là những sắc ở trong thân. Và thứ hai đó là phân biệt danh, những cái danh chân đế. Và thứ ba đó là phân biệt được cái nhân quả, mối liên hệ của nó. Và thứ tư đó là phân biệt, thấy rõ được cái sự sanh diệt và chúng ta quán nó là cái sự khổ, vô thường, vô ngã. So if we improve in Vipassana, we will have attainment, Magaphala, Nirvana. So as a result, we will be free from all suffering, we will be free from lives, no more reborn after death. So there is no life, there is no suffering. Khi mà chúng ta phát triển được thiền Vipassana, thiền quán một cách đúng đắn, một cách chín muồi rồi, thì khi đó chúng ta có thể chứng được đạo, Magga, quả, Phala và Niết Bàn, Nibbana. Và khi mà chứng được đạo, quả, Niết Bàn rồi thì chúng ta thoát khỏi được tất cả mọi cái khổ đau, thoát khỏi được mọi cái kiếp sống tái sinh và thoát khỏi tất cả những cái đời sống. Khi không còn những cái đời sống, khi không còn những cái tái sinh thì chúng ta sẽ không còn khổ. So, out of two, samatha and vipassana, concentration and insight. So, we will learn samatha first. So, to practice concentration, samatha, the Buddha gave 40 meditation methods. So, out of 40, we will learn breathing meditation. Và trong hai phương pháp, hai đối tượng thiền, đó là thiền định Samatha và thiền Vipassana, thiền quán. Thì trong thiền Samatha,
trong thiền chúng ta học về thiền samatha trước, và samatha là thiền định trước, và trong thiền định thì Đức Phật cũng dạy chúng ta tất cả là 40 đề mục thiền định để phát triển định. Và trong 40 đề mục thiền định này thì ngài Sedo sẽ dạy cho chúng ta đề mục niệm hơi thở trước tiên. So on to practice breathing meditation. First of all, you should approach secluded place, quiet place. Sit cross-legged. Keep upper body straight. So you should keep your hand on the lap or on the knee, which is comfortable. After that, you should direct your mind towards object here, in front of nose or on the upper lip around this area. Not go into the inside the body, not aware here and there outside. So in this way you should practice. Và làm thế nào để chúng ta có thể thực hành thiền hơi thở? Đầu tiên đó là chúng ta phải tới một nơi yên tĩnh, chúng ta ngồi xuống và ngồi chéo chân và thân trên giữ thẳng thân trên, và tay để như thế nào? Tay chúng ta có thể để trên đùi hoặc là để trên đầu gối, để một cách nào dễ chịu nhất. Và chúng ta hãy hướng tâm tới điểm chỗ nào, đó là ngay tại vị trí này, vị trí hơi thở tại đây, tại bên trên cái phần ở giữa bên trên môi trên và cái chóp mũi, ở giữa bên trên môi trên và chóp mũi đó, thì chúng ta để tâm ở đó và hay biết hơi thở, và chúng ta không đi theo hơi thở vào bên trong thân và cũng không đi theo hơi thở đi ra bên ngoài, đi chỗ này đi chỗ kia. In the Mahasati Prana Sutta set the way of practicing. So first of all, just in brief, only one. So ever mindfully, you should breathe in. Ever mindfully, you should breathe out. Another way to say, by knowing, you should breathe in. By knowing, you should breathe out. So just one. If you want to note shortly. Và trong bài kinh Đại Niệm Xứ Mahasati Patana Sutta thì nói một cách rất là ngắn gọn như thế này, đó là chánh niệm chúng ta thở vô, chánh niệm chúng ta thở ra, hay nói theo một cái cách khác, đó là chúng ta thở ra chúng ta hay biết và thở vô chúng ta hay biết. Nếu mà chúng ta muốn học một cái tóm tắt ngắn gọn thì chúng ta có thể nhớ như vậy. If you want to be forgetful, okay, can. But you should not breathe. If you want to breathe, you should not be forgetful. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn thất niệm cũng được. Nếu muốn thất niệm thì đừng thở. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thở thì xin hãy chánh niệm. So you choose one. Như vậy chúng ta hãy lựa chọn một trong hai. Okay, so if we learn right away, mentioned in that sutta. So number one, long. Number two, short. Number three, the whole breath. Number four, calm breath or tranquil breath. So there are four methods. As a beginner, we will start long breath. So we should have a desire to have a long breath. After that, we should do long or slow breath. Breathe slowly to be easy for the mindfulness. So, trying to know slow breath or long breath. According to body needs, you should breathe in, you should breathe out, but you should do slowly. How long we need to do? As long as you are good by doing so, you can do that, no change. Và có cách khác nữa để chúng ta có thể thực hành cũng trong bài kinh Đại Niệm Xứ này, cách khác nữa để chúng ta có thể thực hành thiền niệm hơi thở, đó là có 4 cái bước. Bước thứ nhất đó là niệm, là biết hơi thở dài. Thứ hai là hơi thở ngắn, thứ ba là toàn thân hơi thở, và thứ tư đó là an tịnh hơi thở. Và bốn phương pháp này thì đầu tiên đối với hành giả mới sơ cơ, mới bắt đầu thực hành thiền, thì chúng ta hãy thực hành thiền biết hay niệm hơi thở dài trước. Và muốn đầu tiên để chúng ta phải có cái tác ý là có hơi thở dài.
Hơi thở dài ở đây có nghĩa là gì? Đó là hơi thở chậm thì gọi là hơi thở dài. Và hơi thở chậm như thế này ấy, bởi thở chậm rãi như thế thì chúng ta có thể phát triển từ từ phát triển được cái chánh niệm của mình. Và hơi thở dài ấy, thì đây là dài, chúng ta có trở thở một cách hết sức là bình thường theo cái nhu cầu của cơ thể thôi. Và dài khi chúng ta hành thiền niệm hơi thở dài thì chúng ta niệm bao lâu? Thì khi nào mà chúng ta thấy thoải mái, khi nào mà chúng ta thấy thỏa mãn thì chúng ta tiếp tục thực hành thiền niệm hơi thở dài. Next one is a short breath. After doing a long breath, you may want to do short breath. At that time, I want to do short breath. You should have this desire. So you do short breath, quick breath. Xiu xie, something like that. So how long we need to do that? As long as we are good to do that, so we can do that, not change. Sau khi đó chúng ta đi cái bước thứ hai, đó là biết hay là niệm hơi thở ngắn. Sau khi mà hành thiền niệm hơi thở dài thì bắt đầu tâm của chúng ta bắt đầu muốn hành thiền niệm hơi thở ngắn. Và đầu tiên thì chúng ta phải có tác ý là muốn niệm hơi thở ngắn. Hơi thở ngắn thì đó là cái hơi hay là gọi là hơi thở nhanh. Và bao lâu chúng ta thực hành thiền hơi thở ngắn, niệm hơi thở ngắn là bao lâu? Đến khi nào mà chúng ta thấy thoải mái, dễ chịu và thì chúng ta hay là làm tốt thì chúng ta cứ tiếp tục thực hành. So while doing long or slow breath, sometimes you may have a short breath. While doing short breath also, sometimes it may be long. No problem. If it is long, you should know it is long. If it is short, you should know it is short. So, but generally only we say long or short breath. Trong khi chúng ta thực hành thiền niệm hơi thở dài, thì trong lúc đó có thể có những cái hơi thở ngắn. Và trong khi chúng ta niệm hơi thở ngắn hay là hơi thở nhanh đó thì nó cũng có những lúc là chúng ta thấy những hơi thở dài. Có nghĩa rằng khi mà hơi thở dài chúng ta biết là hơi thở dài, hơi thở ngắn chúng ta biết là hơi thở ngắn, nhưng mà nói một cách chung chung thì chúng ta nói rằng đó là niệm hơi thở dài và niệm hơi thở ngắn. So after doing a long or short breath, later your mind will know the breath continuously without interruption. If so, you are practicing the whole breath. So, knowing all the time, knowing the whole breath. So, it is a thought method. So, if you are good to do, if you have a good feel, you can do that. Sau khi mà chúng ta đã thực hành niệm thiền bước thứ nhất, bước thứ hai, đó là niệm hơi thở dài, hơi thở ngắn rồi, và sau đó tâm của chúng ta có thể biết được cái hơi thở, toàn bộ cái hơi thở khi nó vô đến khi nó ra, và biết một cách không gián đoạn, biết một cách liên tục như vậy, thì đó gọi là cái bước thứ ba, đó là bước biết toàn thân hơi thở. Và khi nào mà chúng ta thấy được, chúng ta thấy dễ chịu, thoải mái và thấy đang thực hành tốt cái niệm toàn thân hơi thở, chúng ta tiếp tục duy trì cái niệm hay biết toàn thân hơi thở. The last one is a tranquil breath or calm breath. So when you feel the breath is gross, you can use this one. So, or the teacher will instruct when you have time to do that. So, how to practice to be calm or to be tranquil? Just you should have a desire or you should have a reflection. May my breath be calm. May my breath be settled. If you reflect from time to time in this way, so the breath will come, will be tranquil automatically. So in this way, you can practice. Và bước thứ tư, khi mà chúng ta thực hành bước thứ nhất, thứ hai và thứ ba xong rồi, đến bước thứ tư đó là an tịnh hơi thở. Và khi mà chúng ta thấy hơi thở của mình còn thô, và khi đó thì tất cả đến trường hợp mà phương pháp này, đến cái bước này thì các vị thầy sẽ hướng dẫn chúng ta. Và làm thế nào để có được cái hơi thở an tịnh? Và đầu tiên là chúng ta phải có cái mong muốn, đó là mong cho cái hơi thở của tôi trở nên an tịnh.
Mong cho cái hơi thở của tôi trở nên vi tế. Và khi mà quán tưởng, chúng ta quán xét lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, thì từ từ tự động, một cách rất là tự động tự nhiên, thì hơi thở của chúng ta trở nên vi tế, trở nên an tịnh. Thì đó là cách mà chúng ta để có được an tịnh hơi thở. So there are four methods mentioned in the Mahasatipatthana Sutta. You may start from the long breath. So if there is a pain during meditation, how to do that? How to deal with that? So to be less, or to have less pain. So if you can focus, if you can concentrate on it, so you will forget about the body. It is good. It is the way to reduce pain. If you cannot in this way, just you change your legs on sitting way, or you may move a little bit your waist. So if still having pain, you stand up. In this way, you can reduce, or you can make pain disappear. Và đây là bốn phương pháp hay là bốn cái bước mà nói trong kinh bài kinh Mahasatipatthana Sutta và kinh Đại Niệm Xứ. Thì khi đầu tiên, bước đầu tiên đó là chúng ta hành thiền niệm hơi thở dài. Và trong lúc hành thiền ấy, chúng ta có thể gặp phải cái vấn đề đó là đau. Đau đau khi ngồi thiền, thì đau làm sao để chúng ta có thể vượt qua được cái đau, hay làm sao để chúng ta có thể giảm thiểu hay là ít đau hơn. Cách thứ nhất đó là chúng ta có thể an trú hay là chú tâm trên cái hơi thở một cách liên tục, một cách tốt. Khi mà chú tâm trên hơi thở, an trú trên hơi thở một cách tốt đẹp thì sẽ không thấy đau, hoặc là cái đau sẽ giảm rất là ít cái đau nữa. Và cách thứ hai đó là nếu mà nó còn đau nữa thì cách thứ hai đó là chúng ta đổi chân, đổi cái oai nghi, đổi chân và xoay cái hông một chút thì để cho cái đau nó trở nên giảm đi, nó ít đi. Thì đó là hai cách mà chúng ta có thể làm cho tạm thời làm cho cái đau nó giảm, nó ít lại. So, what is the improvement about this meditation? So, first of all, to keep your mind here, even 1 or 2 minutes, not easy. The mind go up, go back, go up, go back. Later, your mind can stay here longer and longer, like 1 minute, 2 minutes, or 5 minutes, 10 minutes, 20, 30, 40, 50, 60. 1 hour, 2 hours, 3 hours. So if you can keep your mind there longer time peacefully, it is improvement in this situation. Tiến bộ, cái sự tiến bộ trong cái sự hành thiền hơi thở ở đây là gì? Sự tiến bộ ở đây là gì? Thì cái lúc ban đầu khi chúng ta để giữ tâm tại ở vị trí này, tại vị trí ở bên trên môi trên và bên dưới cho mũi, ở vị trí này thì giữ tâm trên hơi thở tại vị trí này thì rất là khó. Ban đầu có thể là chỉ giữ tâm trên hơi thở được khoảng độ 1 phút, 2 phút thôi, không hề là dễ dàng. Nhưng mà sau đó chúng ta có thể an trú giữ tâm trên hơi thở của mình được 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút, 60 phút, 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Thì đó, khi mà giữ tâm trên hơi thở một cách tốt đẹp như vậy và tâm của chúng ta trở nên an trú, trở nên sâu lắng và trở nên an bình, thì đó chính là cái sự tiến bộ trong cái phương pháp thực hành thiền. So for the furthermore improvements or problems encountered during meditation, you can discuss in the interview times. I don't know yet which time, which days. Okay, so you can have an interview. At that time, you will teach. Và hơn nữa, và cho sự tiến xa nữa trong việc hành thiền, trong cái lúc hành thiền ấy, thì chúng ta có gặp phải những cái tình huống khác nhau, những cái trải nghiệm khác nhau, và những cái, tất cả những cái đó chúng ta có thể hỏi Ngài Sero trong lúc trình pháp. Và cái thời gian trình pháp là hôm nào trình pháp thì Ngài Sero cũng chưa biết, chưa sắp xếp được, tại vì Ngài cũng có nhiều công chuyện. Nên là chúng ta, đó là cái chúng ta chờ đến lúc mà interview, lúc trình pháp, chúng ta có thể hỏi Ngài Sero trình pháp về những cái vấn đề, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm hay những cái mà chúng ta gặp phải. So for the admonishment or for the samaneras or siales, so we have a dhamma vinaya in the teaching.
So Vinaya is a rules, like a laws. Dhamma is a, like an attitude, view, or view. So to be okay for the rules, we conclude usually to be venerable, to be venerable. You are speaking, bodily action, and thinking, trying to be venerable. If you are venerable, so should be okay with the rules. So for the view to be okay, we should usually instruct Appamatta not to be forgetful, not to be negligent. Always remember your meditation object. If so, with your view, it will be okay. So, two things, to be venerable, not to be forgetful. Và đối với những vị xuất gia đó là Samanera Saji và các cô xà lê tu nữ thì chúng ta có đó là Dhamma và Vinaya hay là Pháp và Luật. Luật ở đây, Vinaya ở đây đó là tức rất là nhiều những cái giới luật khác nhau. Và Dhamma, Dhamma đây là cái thái độ hay là cái chi kiến. Và để cho giới luật mà hành thực hành một cách tốt đẹp có nghĩa rằng cái, tất cả những hành động của chúng ta, những lời nói của chúng ta hay là những suy nghĩ của chúng ta để làm sao để có được cái sự cung kính, có được cái sự cung kính, đáng kính, sự đáng kính nếu mà những hành động của chúng ta, những lời nói của chúng ta và những suy nghĩ của chúng ta mà đều là những hành động, những lời nói, những suy nghĩ đáng kính thì về Vinaya chúng ta đã là ok, là tốt đẹp. Và đối với về Dhamma để có chánh kiến, Dhamma là pháp ở đây, là thái độ đúng hay là để có được cái chánh kiến thì chúng ta phải có cái Appamatta, đó là cái sự mà không quên lãng hay là cái sự mà luôn luôn tinh cần, không giải ruồi, là sự ghi nhớ. Thì tóm lại đó là hai thứ để cái hành động, lời nói và những suy nghĩ của chúng ta làm sao để cho được cái sự đáng kính, khả kính thì giới luật Vinaya của chúng ta là tốt đẹp. Và nữa là cái sự không quên lãng, luôn luôn ghi nhớ, tinh cần, đó là Appamatta của chúng ta thì khi đó là chúng ta có được cái chánh kiến. Okay, so we should stop our talk. Is there anything to say? Sa-du. Và chúng ta sẽ, ngày sau đó sẽ dừng thời pháp thoại hướng dẫn của chúng ta, hướng dẫn hành thiền ở đây. Và chúng ta có gì để nói này? Có hỏi ngày sau đó gì nữa không? Sa-du, Phan Tê. Mọi người có hỏi gì không ạ? Ok. Sa-du. So yeah, thank you very much, Sayadaw and Pante, very much. And we have an interview on the 5th May, on afternoon. Okay. Well, what time? Mấy giờ? 2 giờ rưỡi đến 3 giờ. 2:30 to 3:30, one day. Okay. Myanmar time, right? Giờ miền điện đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ Myanmar time sẽ đó. Ok. Sorry. Nói gì hả? Yeah. So see Pante and Sedo on that day on interview on the 5th May. Okay. Sorry. Yeah.